Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cùng phái đoàn, đã dành thời gian tới thăm và chúc mừng thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Dịp này, Hòa thượng nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Ấn Độ cũng như Phật giáo hai quốc gia trong nhiều năm qua và đang được các thế hệ tiếp nối, vun đắp thông qua nhiều hoạt động, việc làm cụ thể. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho đoàn, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam gửi lời chúc mừng giáo hội đã tổ chức thành công Đại hội 9 với nhiều thành tựu to lớn trong công tác Phật sự 5 năm qua. Dịp này, Ngài Đại sứ cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chư tôn giáo phẩm cho nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, cùng nhau thúc đẩy và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam Ấn Độ. Chiều cùng ngày, Ngài Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam cũng đã đến thăm và gửi lời chào tới chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam. Dịp này, Ngài Đại sứ đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong suốt nhiệm kỳ làm việc, cũng như đã có những giúp đỡ kịp thời gửi tới nhân dân Sri Lanka trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, chúc sức khỏe tới Ngài Đại sứ cùng gia đình và hy vọng khi về nước, Ngài tiếp tục có nhiều hoạt động vun đắp trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Sri Lanka ngày càng tốt đẹp.